Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua ngày 31 tháng 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2022 với chủ đề Chuyến tàu xuân. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình An Giang nhằm mang đến không khí vui tươi, náo nức chào đón một năm mới đến mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Chương trình nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của quần chúng nhân dân trong dịp đón chào năm mới Xuân Nhâm Dần năm 2022, đồng thời gắn với các hoạt động sự kiện chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang được diễn ra trong năm 2022. Thông qua chương trình nghệ thuật chào năm mới 2022 với chủ đề Chuyến tàu xuân, cũng nhằm tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh thêm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc, sự phát triển vượt bậc về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, đặc biệt là những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội của tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2022 với chủ đề Chuyến tàu xuân với các tiết mục đơn ca, tốp ca, ca múa, ca ngợi mùa xuân, tình yêu quê hương đất nước như Đánh thức tầm xuân, Lời tỏ tình của mùa xuân, Cảm ơn một đóa xuân ngời, Nắng có còn xuân, Hoa cỏ mùa xuân, Ngày mới trên quê hương An Giang, Tết Nguyên Đán. Với sự tham gia của các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh như Tùng Dương, Thanh Lam, Khánh Linh, Hồ Trung Dũng và các ca sĩ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang. Qua lời ca tiếng hát thể hiện niềm tin yêu phấn khởi trước những thành tựu và đổi thay của cuộc sống trước thềm năm mới và hướng tới khát vọng xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, vượt qua khó khăn dịch bệnh, nhân dân các dân tộc An Giang tràn đầy tin tưởng vào những điều tốt đẹp thành công sẽ đến trong năm mới 2022.